Tôi đã trải qua một tuần bị sốt do cái hệ miễn dịch suy yếu. Cái đó là một cái hội chứng căng thẳng ở độ tuổi trung niên. Từ khoảng 30 trở lên là các bạn sẽ rất dễ gặp phải, đặc biệt là khi mà có sự ảnh hưởng về thời tiết, môi trường, khí hậu và đặc biệt là căng thẳng. Căng thẳng về công việc, căng thẳng về nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Và hôm nay tôi tập lại đó rất là nhẹ nhàng đó, bài tập của tôi nó nhẹ nhàng để bắt đầu quay trở lại tập luyện. Thì chúng ta sẽ phải tập luyện nhẹ nhàng để cái hô hấp, để cái hệ tuần hoàn của chúng ta nó bắt đầu nó quen, nó thích nghi lại, cũng như cái cơ bắp toàn thân nó bắt đầu nó quen, nó thích nghi lại, thì cơ thể của chúng ta mới khỏe mạnh lại dần được, nhớ nha.